Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 24 tháng 7 mà chúng tôi vừa cập nhật. 6 trẻ kẹt trong căn nhà cháy, 2 em tử vong. Ngày 24 tháng 7, Công an huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ cháy khiến hai trẻ NDPP 10 tuổi và NDCB 1 tuổi tử vong. Được biết chủ nhà đi vắng, căn nhà khóa trái có 6 trẻ em khi đám cháy bùng lên đã khiến hai em tử vong. Bài viết 6 trẻ em trong căn nhà cháy, 2 em tử vong được đăng tải trên fanpage của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã nhận về nhiều ý kiến bình luận bày tỏ sự thương xót từ phía bạn đọc như: thương hai con quá, chuyện không ai muốn. Cùng đó là nhiều bình luận khác như: đi vắng nhốt trẻ bên trong là rất nguy hiểm, qua đó bản thân cũng nên đề phòng hơn, may mà bốn em kia không sao, hay chia buồn cùng gia đình. 12 ngày đói khát trên biển, chúng tôi nghĩ mình đã chết. 6 giờ 30 phút ngày 24 tháng 7, 5 ngư dân Bình Thuận từ tàu 466 của quân chủng Hải quân đã bước lên đất liền trong vòng tay của gia đình sau 12 ngày chống chọi sóng gió, đói khát khi trôi dạt trên biển. Bài viết 12 ngày đói khát trên biển, chúng tôi nghĩ mình đã chết được đăng tải trên plo.vn đã nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận của bạn đọc như: quả là một phép màu. Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc khác chia sẻ: thật vui mừng khi họ được đoàn tụ với gia đình. Sanh nghề tử nghiệp thật đáng sợ, hoan hô, không thể tin họ có thể vượt qua, hay thật kiên cường và bất khuất. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về plo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.